Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Hai vợ chồng mình đã ăn cơm xong rồi. Trời rất là mát, bầu trời thì cũng rất là đẹp. Cho nên hôm nay mình sẽ đi quay nguyên một cái nơi mà mình đã ở đây đã 8 năm rồi. Khu nhà này đã được 8 năm, tổng cộng là bao nhiêu căn nhà thì mình không có nhớ. Giá tiền mua lúc đầu khoảng là 600, bây giờ giá tiền lên khoảng là 1 triệu. Những căn nhà sau này thì người ta mua khoảng 800-900, rồi bây giờ cũng lên khoảng 1 triệu rưỡi. Mình nói về căn nhà của mình nha. Nhà của mình á thì trước sân á không có trồng bông hoa nhiều, bởi vì tất cả ở sau khu vườn. Lối đi vào nhà đó thì hai bên có hai hàng cây xanh, rồi có hai cái chậu cây nhỏ nhỏ, một cây sen đá và một cây trà gì đó, có bạn nói rồi, cây đó là cây trà gì đó mình không nhớ ha. Có cái mùi nó hơi kỳ kỳ rồi, nhưng mà tại vì nó có cái màu đẹp đó cho nên ông xã mình rất là thích. Trước khi vào trong nhà thì kế bên có hai chậu kiển, đó là thu hải đường đó. Rồi bây giờ kế tiếp thì có một bụi cây bông cala li li. Cây này đó là ở đây khi mình mua nhà thì người ta đã trồng cho mình đâu khoảng 5-6 bụi, nhưng vì nó bự rồi nó làm cho mình phải dọn dẹp nhiều quá, và trước sân nhà mình không có muốn có nhiều cây quá cho nên nhổ bớt chỉ chừa lại một cây, nhưng mà mỗi năm mình đều cái cắt tỉa ha, cho nó nhỏ lại. Cái màu cũng đẹp ha, màu cam với lại màu vàng. Rồi trước sân nhà thì lại có một cây lựu. Cây lựu này đó là đã được 2 năm khi mà bắt đầu mua đó, mà tại sao lại không trồng ở sau vườn mà lại trồng ở trước sân nhà, che cái cánh cửa sổ, rồi nó bự như thế này thì mình phải làm như thế nào? Có lý do. Ngày xưa đó thì mình thích trồng cây lựu, đó là lựu kiển, không phải là trái nha. Lựu có hai loại, lựu để mình ăn trái hoặc là lựu kiển, chỉ là cây lựu bông. Cho nên nếu mà mình đi đến nhà người nào mình thấy sao cây lựu này nó bự á, mà chỉ là thấy bông không thấy trái, đó là lựu bông nha. Còn nhà mình á là lựu trái. Khi mà mình đi mua lựu á là mình phải hỏi cho kỹ là lựu này lựu trái mình ăn hay là lựu là cây bông gọi là plumbing. Giống như có nhiều loại cây ăn trái mình cứ tưởng là trái nhưng mà thật sự không phải ha. Rồi mỗi một năm á là mình phải cắt tỉa, mình phải cắt tỉa cái cây lựu này nè. Đó, ôi nó bự ghê không. Mới cắt đầu là mấy tháng về trước đó, nhiều lắm, mà mới có mấy tháng về sau mình nó bự như vậy nè. Cho nên hết mùa thì mình sẽ cắt lại. Thí dụ như những cái nhánh này nè, đúng ra là mình không có thích như vậy đâu nha. Đó là mình sẽ cắt bỏ nữa, nhưng mà ông xã nói không được. Bây giờ nó đang lú ra nhiều nhiều nụ lắm, tại nó lú là nó lú trên những cái nhánh non này, mà nếu mình cắt đi như vậy đó còn coi như mình cắt bỏ lụ, đúng không? Mà mình nói chứ mấy chục trái đủ rồi. Nhưng ông xã nói thôi, để nó như vậy đi. Đó, cho nên bây giờ cây lựu của mình nó bự như vậy nè. Đồ, cho mọi người xem nha. Đó. Thường thường mình trồng cây lựu á, một bên á thì có rất là nhiều bông, nhiều trái. Một bên á thì không có ha. Đây, năm nào cũng vậy. Cái gốc này là cái gốc nó ra trái nè. Đó. Còn bên này rất là ít luôn. Đó. Ít ha. Đây. Trong này nè, cũng ít lắm. Đó. Nhưng mà cái cây lựu này không có ngọt, chua lắm. Vài năm sau sẽ ngọt, nhưng mà tại vì mình thích bông, bông đẹp, đẹp vô cùng luôn nè. Thường thường á lựu mà ra cái nụ á là sẽ ra như vậy nè ha. Gốc trên vậy nè, đó, nó vậy ha. Và khi mình trồng cái lựu thì không có tụ phấn nha, không có tụ phấn, cứ để như vậy là nó có trái cho mình ăn, mà ít có khi bị rụng lắm. Lựu rất là dễ trồng, cũng như là cái táo vậy đó. Nên nè, ở dưới này cũng đẹp lắm nè ha. Đó, nhiều ha. Đó. Đây là cây lựu. Đặc biệt hơn nữa, nói về cây lựu tại sao trồng ở trước nhà, bởi vì người ta nói rằng là nếu mà muốn cho cái nhà của mình tốt nè, mọi người làm ăn phát tài nè hay cái gì đó thì nên trồng cây lựu trước nhà. Cho nên mình cũng bắt chước trồng cây lựu trước nhà. Như vậy thì có tốt không? Không biết. Nhưng mà từ khi mua căn nhà này tới nay là được 8 năm rồi, vẫn còn ở mà, vẫn còn vui vẻ ha. Nhưng có hai điều mình muốn chia sẻ. Đây, cái nhà kế bên của mình đây. Căn nhà này đã ba chủ rồi. Chủ thứ nhất mới mua có một năm dọn đi. Chủ thứ hai mua dọn vô 4 năm dọn ra. Chủ thứ ba mua không ở, cho người ta mướn. Là ba chủ. Nhưng cái nhà này có gì đặc biệt không? Cô muốn mình kể không? Mình kể nha. Thôi, nếu mà kể ra chắc mọi người không thích ở cái căn nhà sát bên vậy đâu. Thôi không kể.
tự đoán đi ha. Rồi, còn căn nhà bên này cũng cùng một lúc với mình, hai vợ chồng mua được đâu là 5 năm, rồi bán 3 lần, rớt 3 lần, mua trả lại không mua, mua trả lại không mua, cuối cùng bán được cái giá là 990 ngàn, ở được 8 năm. Qua những căn nhà kia thì sao? Mấy căn nhà kia hả? Trời ơi, mỗi một căn cũng ít nhất là hai chủ. Còn căn này là của cô chú Việt Nam. Bây giờ thì chỉ còn có mấy đứa con ở thôi, còn cô chú thì về Việt Nam rồi, còn cô thì cũng đã mất rồi. Như vậy là cái đoạn cuối của mình ngay đây. Rồi, mình sẽ đi xuống những căn nhà kia nói cho mọi người nghe như thế nào. Bên hông nhà thì đây là những cây kiện của mình nè. Cây sen đá, bông hồng vàng đó, rồi những cây sen đá màu tím này. Cây dừa này hả? Cây dừa này là ít nhất là 35 năm đây, có tin chưa? Từ khi mà mua căn nhà trên Phi Minh á, 1996 thì đã mua cái cây dừa này, là một cây dừa kiển nhỏ xíu trong cái chậu, rồi từ đó tới bây giờ luôn là nó bự như thế này. Đặc biệt cây dừa này đó, nó ngộ nè, nó tự nhiên đây cái nó mọc một hai ba đó. Nhưng mà mình cũng có thể ha, chặt ngay đây nè, mình cắm xuống, nhưng mà thôi mình để vậy luôn. Đó là cây dừa này là sống đời bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm hai vợ chồng mình lấy nhau. Bởi vì khi lấy nhau đó là mua căn nhà nè, rồi cái mua cái cây dừa này về tới bây giờ luôn. Ăn cơm rồi, bây giờ hai vợ chồng đi bộ cô chú ơi, mát lắm nha. Này, mình với ông xã ai lùn hơn ai ta? Ê, ông xã mình á, cô chú ổng cao hơn mình, bây giờ mình kêu ổng đi lùn lùn xuống. Ngày xưa đó, ngày xưa là cỡ này nè, không biết tự nhiên bả càng càng lúc già là càng lùn thêm. Bây giờ hai vợ chồng mình sẽ đi ngang những căn nhà của người Việt Nam. Căn nhà đầu tiên là ngay góc đường của người Việt Nam trồng cây hoa ngọc lan, nay cũng được 8 năm. Kế bên thì có luôn cây chanh nè, cũng như cây bông lòng đèn. Đó, rồi đây là cây nho. Rồi bây giờ mình đi ha. Đây, cái căn này nó gọi là estate lot. Đó. Đây nè, nguyên cái hàng rào. Mấy cây trúc nè ha, trồng cây trúc nè. Đó, trời ơi, nó cao mà trúc nó ra rễ dữ lắm. Rồi cái căn nhà này nó có cái trái lục phát ha. Rồi cho mọi người xem. Hôm nay đó là mình quay khu nhà Việt Nam để cho cô chú anh chị và các bạn xem đó. Hôm qua hôm kia đó mình thấy cái trái lục phát nó nhiều, thiệt là nhiều luôn á, hai hết trơn rồi. Mới hôm qua hả, cho nên mình mới đi ngang để mà mình quay cho mọi người xem đó. Hái hết rồi. Việt Nam dễ gì bỏ. Ừ. Rồi trồng cây chanh, cây chanh xanh, cây ổi. Cái này là cái đào, đào này là đào donut. Đó, đào đu nách nè. Wow, rất là ngon luôn nha, mà không có thấy Việt Nam. Nó thấy là mình xin nó nè, quá trời chưa. Cái đu nách này là ngon lắm à. Ngon, ngon vô cùng luôn. Wow, đã ha. Đây nè. Có trồng trước cửa nhà đó. Quá trời luôn ha. Đây nè. Trời ơi, cho tôi xin một trái, cho tôi xin một trái đi. Không thấy ai hết sao xin. Nhưng mà thấy là xin liền á, trời ơi ngon lắm. Nó có camera đó, bắt á. Đây nè. Wow, quá trời hôn. Rồi đi tiếp ha. Mấy căn nhà này hồi xưa đó là khoảng là 850. 850 nó gọi là estate lot, nhưng mà nó không có cổng, nó nằm ở ngoài. Mà bây giờ nó khoảng là 1 triệu tư tới 1 triệu rưỡi. Đó thì thời gian khoảng là 7 năm. 7 năm rồi. 7 năm thôi. Ha. Đây toàn là nhà trệt không? Tất cả những căn nhà ở bên Estate Lot đó là đều là một tầng hết. Mỗi một mẫu nhà đó khoảng đâu là 3.500 square foot. Còn cái đất đó thì chắc khoảng cũng là Còn 7 ngàn. 7.000. Đó, 6, 7.000. 7 ngàn. À, đẹp ghê không? Hồi lúc trước á, mình đến đây á, mình coi người ta bán nhà. Cái mình vô mình lựa cái căn nhà trệt. Cái lúc bây giờ nó bán là 600 mấy, cái mình nói trời mắc quá không mua nổi đâu. Đi ra 7 tháng sau mình hoành cái vô thấy nó xây nhà thích quá, mua luôn một căn. Lúc đó cũng mua 601. Đó là căn nhà bây giờ đang ở nè. Đó căn nhà bên này đẹp nè ha. Đó trước cửa nhà ta trồng bông nè.
Nhưng mà mấy cái bông này không có cần lo, thấy không, nó gọi là ground cover nè, nhưng mà nó dơ, low maintenance. Gọi là low maintenance đó, nhưng mà lúc nào cũng có người cắt tỉa cây hết á. Đây nè, nó đẹp quá trời luôn. Cuối đường thì có cái nhà của cô Việt Nam, hai vợ chồng lớn tuổi rồi, của nó cô có tổng cộng là 4 căn luôn đó, cô cho mướn 3 căn, hai chồng ở 1 căn. Giàu quá vậy. Cỏ giả, cỏ giả, nếu mà mình không muốn cắt cỏ cứ vậy nè, rồi sạch sẽ luôn, còn rẻ luôn, khỏi lo. Căn nhà này là của cô chú lớn tuổi ở Việt Nam, Cornelot. Ngay kế bên thì có nguyên một cái đất trống luôn. Đến cái mùa thu á, hay là mùa đông á, bông đẹp, thiệt là đẹp luôn á. Cái cảnh đầu tiên mà mình quay trước khi mà mình vô cái video á, thì là đây nè, cái chỗ này nè, những hàng cây đỏ đỏ đó, là nó ra bông đẹp lắm. Đó, nè. Đó, cái nhà của cô chú lớn vậy nè, rất là đẹp luôn. Cái nhà ngay cái cửa, cái nhà ba cái cara đó là của vợ chồng người Việt Nam. Ở kế bên đó là người Tàu, có cây hồng giòn nè. Hỏi chứ, phải cái cô. Cây hồng giòn. Đó, cái cây hồng giòn này không phải của cô Việt Nam, của nói cái bà kế bên đó. Rồi hỏi chứ có được hái ăn không? Không, không có hái, không dám đụng. Chừng nào bà cho thì mình ăn thôi à. Đó, thấy không? Sát bên cạnh luôn nha. Mà không có đụng ha. Đây. À, có nhiều loại cây lắm chứ không phải cây hồng giòn không. Đây. Đó. Cái lụ nè. Là cây pit nè. Cái này cây tròn. Đó. Lụ, hai cây lụ luôn. À, lụ trái hết. Rồi cây marble đỏ nè. Đó, vậy đó. Cho nên trước cửa nhà đó, mình thích trồng cái lụ nè. Đó, cây lụ á, may mắn. Cho ai mà muốn may mắn nó trồng cái lụ trước cửa nhà. Nổ thế mẹ. Nó nổ. Ông xã nói trồng cái lụ trước cửa nhà cái chừng nó nổ. Đó. Không biết nha, có ai tin thì tin, mình không biết nha, mình chỉ nói thôi, nhưng mà mình từ lúc mình mua cái lụ về mình thấy may mắn thiệt á. Đủ chuyện may mắn hết á. Có gì mà may mắn. Trước đó là không có may mắn đâu. Đây nè, đó. Cái chỗ này á bây giờ nó vàng. Cảnh này đó là cuối video đó, mình hay để là thành phố Gilroy Bắc Cali đó là đây. Tới cái mùa mà bông vàng nó nở á, đẹp lắm, bây giờ nó khô hết rồi. Nó màu vàng, mùa xuân. Mùa xuân đẹp lắm. Ngày xưa là người ta trồng tỏi để bán. Rồi cái mảnh đất này á, mới xây nhà. Cái rào lại. Mà trước khi rào lại đó hả, là mình ra đây mình lụm tỏi nhiều lắm. Giờ hết lụm được rồi. Đó. Không biết là cái mảnh đất này mốt nó có bán hay không, nếu nó bán là mình mua đó. Mình mua mình cắt 2 căn. Tuốt kia của mình 1 căn. Tuốt bên này của ông xã mình 1 căn. Cặn gì thì gọi điện thoại cho nhau. Núi đồi, bầu trời xanh đẹp. Nhà bên tay trái nè. Đó, 1,5 triệu. 60 năm về trước có nhiêu? 900 à. Bụi bông hồng vàng đẹp quá trời đẹp luôn, cao vậy nè. Đó. Rồi cái có bông lily nữa. Mỗi năm á, những cái người ở đây nè, cắt xác xuống luôn nha. Dọn dẹp rất là sạch luôn đó. Nè, bông hồng đẹp thiệt là đẹp. Mấy cái này là gọi là bông hồng cao. Mà muốn cho nó đẹp là mình phải cắt bỏ đi mấy cái bông héo đó. Nhưng mà nhiều khi không bận. Nhiều khi bận quá người ta không có cắt. Đây nè, kế bên có cẩm tú cầu nè đó. Mấy bụi cẩm tú cầu, thích lắm. Nhưng mà có nhiều loại nha, loại nhỏ, loại lớn. Rồi. Đây, cái bên nữa là nhà Việt Nam, trước cửa nhà trồng bông lan. Biết chứ, bữa gặp rồi. Dễ biết, làm nhà Việt Nam dễ biết lắm, trồng bông lan trước cửa nhà. Cái bông màu tím này rất là đẹp nè. Khi mình rời vô giống như bông giả vậy đó. Đó, nó khô vậy nè, nhưng mà thật sự là bông tươi nha. Đó, đẹp. Đây là cây quýt nè. Lớn lắm, nhiều trái lắm. Chắc hái ăn hết rồi. Không cho mình trái nào hết trơn à. À, cái bông này cũng đẹp nè, nó cao lên vậy nè. Ồ, nó cao lên vậy đó. Bông này đó, gọi là bông iris, màu vàng với lại màu tím, nhiều lắm. Năm nào cũng vậy ha, nguyên chỗ này là bông tím lên đẹp thiệt đẹp á. Mấy bữa đẹp lắm mà mình không có đi quay, bây giờ nó héo hết trơn rồi. Đây, mấy cái bụi này là bông dại đó.
căn nhà ngay góc đường cũng vậy đó ha, nhà của cô chú Việt Nam thường hay đi về Việt Nam lắm, ít ở đây, con gái thì ở đây. Trước sân nhà nè, mấy bông này là bông dại nha, chứ không có trồng đâu, đó nó mọc vậy nè, đẹp ha, mà hết mùa là mình phải nhổ dục, nó lan ra lẹ lắm, đó. Ở đây người ta đi làm về trễ á, cho nên nhiều khi không có thời gian cắt tỉa những cây bông trồng trước cửa nhà. Nhưng mà đặc biệt á, cái nhà này nè, trồng bông hồng không. Rất là nhiều bông hồng luôn mà rất rất là đẹp luôn nè. Hồng nhung ha. Mà ha, hết cái bông mà nó tàn đó ha, là cả nhà nha, hai chồng hai đứa con gái ra đây là cầm kéo kìm á, cắt bỏ mấy cái bông nè. Tỉa lúc nào mình cũng thấy là bông đẹp nha, chứ không phải là quy một cái bụi bông hồng mà héo khô rụng đâu. Đó như giờ mình thấy nè, đó như vậy nè. Rồi cái vài bữa sau là mình thấy bông đẹp, thiệt là đẹp luôn. Đó. Còn cái cây bông này quên là bông gì nè, nó màu tím nó quên mất tên nè. Thật sự ra trong cái khu nhà của mình á, chỉ có cái điều á là nó có cái cổng ra vào, thì nó safety vậy thôi, chứ còn nhà ở trong này á, người ta không có giữ sân trước á, không có cái chỗ nào mà mình thấy làm cái sân trước đẹp hết trơn á, đơn sơ lắm đó, mà không thấy ai làm cái sân đẹp hết á, tính luôn sân nhà mình á. Cho nên ông xã nói rồi sẽ đi mua bông cẩm tú cầu về trồng sân trước nhà cho đến mùa có bông. Đi một vòng rồi cô chú ơi, bây giờ hai vợ chồng mình vô nhà. Ông xã của mình nói á, nhìn đi nhìn lại thì thấy sân nhà của mình cũng sạch sẽ hơn những căn nhà khác. Không biết có thật gì hay không ha, chắc vậy quá. Mình sẽ đi mua bông cẩm tú cầu về trồng ở sau lưng cái này nè, đó. Trồng ở đây ha, để cho mùa bông lên đẹp, bởi vì sân trước nhà mình không bị nắng. Những chậu sen đá của mình á, khi mà có những cái nụ ha, rồi cái ra bông, bông lớn, rồi cái sau đó nó tàn. Nó tàn thì mình phải đợi ha, mình không có rút nó liền đâu, để cho thật là khô. Giống như những cái này nè, đó nó khô vậy nè, cái mình chỉ cầm cái nhíp, cái mình chỉ rút nhẹ lên thôi nè. Đó, nó như vậy nè. Thành ra cái chậu sen đá của mình á, lúc nào cũng đẹp, cũng như những chậu quỳnh cũng vậy đó. Đó, đó mình cứ rút ra, mình phải đợi cho nó thật là khô ha. Nó như thế này nè, mình khi mình rút nó ra, rút dễ lắm. Đó, đây là cách của mình lo cho mấy đứa em của mình nha, mấy đứa con của mình đó, nó như vậy đó. Chỉ 5 phút thôi thì mình đã lấy ra hết những cái bông khô héo. Rồi bây giờ cái chậu cũng trở lại bình thường và rất là đẹp. Ngày mai sẽ nở bông tiếp tục. Cây bông Calla Lily mà hôm nay đã nở bự hơn một chút rồi đây. Đó, một bông, còn bên kia thì vẫn còn xanh. Khoảng 2 tuần nữa thôi là mình sẽ thấy hết chỗ này nè. Bông kali màu vàng cũng rất là đẹp. Cho mọi người xem hoa cẩm tú cầu của nhà mình nha. Đây rồi, đó, nó lớn như vậy nè, mà nó ra sắp sửa hết nửa lối đi của mình rồi đó. Nhưng mà không có cắt bỏ được, bởi vì ở dưới nó nụ nhiều lắm. Và mỗi một nhánh đó là có một nụ ha. Mà cứ hết cái nụ này nó mọc ra thì cái nụ khác cứ như vậy đó, nhiều lắm. Đẹp vô cùng luôn nè, bây giờ thấy ha, bông nè. Trời ơi, thấy mê chưa? Đó, thấy mê chưa? Thấy bông nhà cô Hồng đẹp chưa? Lá xanh tươi nè ha, đây. Đó, không có con gì hết nha. Xanh tươi đẹp như thế này nè, đó. Khi mà mình trồng bông hoa cái gì cũng vậy ha, mình sợ lắm, mình thường hay nói là mình sợ sâu lắm, cho nên là lúc nào cũng vậy, mình để ý cây lá của mình ha. Trời mà nóng quá đó là những cái lá cẩm tú cầu của mình nó bị như vậy nè, đó, nó bị như vậy, nhưng mà mình không có ngắt, mình để như vậy, bởi vì nó giữ cho những cái lá khác, đó như cái này nè, đó nhiều ha, đây nè, bự lắm, bự vô cùng luôn. Mà là mình đã cắt tỉa, hết mùa mình cắt tỉa nha. Nếu mà mình không có cắt tỉa đó ha, là năm sau nó lên cao lên luôn á. Nó lên cao lên trên này nè. Đó, 6-7 feet luôn. Đó, mình với ông xã tính rồi. Sẽ đi mua những chậu cẩm tú cầu nữa. Trồng ở sân trước nhà, sát cái tường. Đó, mình rất là thích bông ha. Này, lúc nào mình cũng khoe cái khu vườn của mình á. Thật sự nó không có cái gì gọi là quý báu. Nhưng mà sao mình thích cái khu vườn của mình lắm. Này, à, đó, nhìn nè ha, những cái cây khô của mình nè, đó cô chú thấy không, đâu có kiến đâu ha,
không có nhìn nhện nha, không có kiến, không có con gì trơn á, chỉ có mấy cái bông ta đó, mà cái lá cũng xanh tươi luôn nè, lá đẹp lắm đây nè, đó ha, không có bụi luôn à, đó bông nào cũng vậy ha. Bây giờ bắt đầu là ra mùa bông rồi đó. Đây nè, rau tí tô của mình nè, đây rau tí tô nè, rau húng lủi nè, đó cái lá cũng tươi xanh nè, đó đây. Hôm trước có cô nói rằng là tại sao tưới muối nè với lại phân bò, phân gà cây nó bị chết, bởi vì khi mà mình tưới nó là mình phải biết là mình tưới vào sáng sớm hoặc là chiều tối mát, mà khi mình đã tưới phân bò là không có tưới phân gà, lúc nào cũng vậy ha. Phân gà là một loại phân rất là nóng luôn, cho nên khi mà mình tưới đó mình tưới ít thôi, mình không có dùng phân gà đó, mình chỉ dùng phân cá thôi. Nhưng mà phân cá là mình chỉ tưới khi nào mình trồng những cái rau củ quả như là cà nè, nhưng mà thường thường mình tưới là mình phải quậy vô cái thùng, mình để 3-4 ngày sau là mình mới tưới, chứ không phải quậy là mình tưới liền. Mình sẽ làm cái video trở lại cho mọi người xem cách mà mình pha. Rồi cái bông này bự nhất rồi nè, hôm nay ăn vậy thôi, vài bữa nữa hai bàn tay. Mình xin phép tạm ngừng cái video ở đây, hẹn lại cô chú anh chị vào ngày mai tặng cho cả nhà một khu vườn hoa của nhà mình, đó là cẩm tú cầu. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân, đừng quên cho nhau những nụ cười. Cảm ơn rất nhiều đã đón xem video của Hồng mỗi ngày. Xin hẹn lại ngày mai.